Một niềm vui nhất là được sự hỗ trợ của tất cả các quý vị ở đây, đồng thời các nguyên trưởng ở khắp các nơi đã nghe ngóng được và họ đã bỏ đơn sách cũng khá nhiều. Phần lớn là những người đã cùng tôi chiến đấu ở sư đoàn 4 không quân, anh em cùng khóa 68A là cái khóa của tôi, và cũng cùng các người mà họ có tâm tình họ thích những các cái đó. Ở trong đây tôi xin được cảm ơn tất cả các sự hiện diện của quý vị, của linh mục Nguyễn Kim Sơn đó, rồi đồng thời chúng tôi cảm ơn tất cả các hội đoàn, hội người Việt quốc gia, cộng đồng người Việt quốc gia, xin lỗi đó, rồi đồng thời hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hội ban đại diện của chùa Cát Tường, và tất cả những các cái người mà đã vì tình cảm, vì kinh nghiệm của mình muốn có quyển sách, nhất là quý vị từ ở các nơi từ phương xa. Tôi thấy Atlanta cũng đã tới, trong đó chúng tôi thấy quý trọng vì cựu trung tá Võ Trung Nhân là một người đã hoạt động rất nhiều ở trong cái gia đình không quân Georgia, cũng như một số anh em không quân Georgia đã về đây, cũng như những người ở dưới anh em ở dưới Orlando đã lên. Đó là một cái sự tri ân. Tôi xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Sơn là một thi sĩ. Ông đã viết là cuốn sách của ông đã được tái bản 3 lần. Và như vậy, lần thứ 3 sửa, đó là một cái thành tích cũng rất là đáng kể. Và cho đến bây giờ ông vẫn còn tiếp tục hoạt động một cách rất là hăng say ở trong lĩnh vực đó. Rồi chúng tôi cảm ơn tất cả anh em thuộc Nguyệt San Diều Hâu. Tôi biết rằng ở trong cái cuộc họp ngày hôm nay đã sẽ được các anh sẽ tường trình ở trên những số báo Diều Hâu kỳ tới. Cảm ơn Trung Đức Văn Ngọt, cảm ơn đoàn Chư Duy Thánh Thể, đặc biệt là cảm ơn tất cả các em, các cháu, các anh chị đã chuẩn bị những cái đồ ăn rất là ngon, và tôi nghĩ rằng nhà hàng chắc không có so được đâu. Nhưng bây giờ đã nói nhiều rồi thì tôi xin cũng cảm ơn tất cả đoàn Chư Duy Thánh Thể. Các em mặc dù ở đây cũng sinh ở đây mà hóa ra cũng đã nói được tiếng Việt Nam và cũng đã phát biểu một cách rất là rõ ràng, rành mạch. Thế điều đó rất là quý. Cảm ơn tất cả các quý vị đã hỗ trợ cho các em tất cả các cuốn sách, tiền của cuốn sách đó, thì tôi sẽ bằng mọi cách là để cho các em được thưởng cái đó, số tiền mà quý vị đã giúp trong buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Và bây giờ tôi xin được giới thiệu, với niềm hân hoan của tôi và niềm kính trọng của tôi xin được giới thiệu linh mục Nguyễn Kim Sơn, chánh xứ của giáo xứ Thánh Phêrô và Phaolô. Con kính mời cha lên để đặt lời cầu nguyện. Nếu cha ban cho vài lời thì thật là quý. Kính chào.